Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là những dạng cầu nghịch anh em cần biết để còn né và tránh nhá Ok anh em thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 34 củ đây và chiến tại các bộ môn TDC thiên đường nó chơi này Và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem những cách đánh của mình Xem nó có ổn áp hay không Xem nó có thực sự là ok hay không nhá Thế đầu tiên thì mình làm vào cái là ba củ đây những dạng cầu nghịch đây thì nó xảy ra bất cứ là những lúc nào nhá anh em nhé. Thì hiện tại đó là đang là cầu gì? Cầu hai một ba đấy. Thì cầu nghịch thì nó xảy ra lúc nào nó cũng xảy ra. Nhưng quan trọng nhất là anh em phải biết những cái những cái vị. Khi mà anh em hiểu những cái vị rồi đấy, anh em thấy chưa? Đấy, nghịch lại ra đấy. Đấy, khi mà anh em hiểu những cái cầu vị rồi thì chắc chắn với anh em một điều là anh em sẽ luôn là người chiến thắng đơn giản như vậy thôi, dễ chơi và dễ trúng thưởng nhá. Đấy thì vừa rồi cũng là dạng cầu gịch nhá. Thì cầu đáng ra nó phải trả về là cầu gì? Và cầu 2 à ba, xong là 14 nhưng mà nó đã về gì? Nó đã về cầu uh, nó đã về cầu tài. Anh em ạ thì chắc chắn anh em một điều khẳng định tiếng này chuẩn xác 100%. Tiếng này nó bắt buộc nó phải trả về cầu xỉu của anh em nhá. Đấy, anh em hãy xem kết quả xem nó có chuẩn xác không, xem nó có ok hay không nhá. Đấy còn ninh của cái con tdc thì nửa chơi này thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả anh em đam mê về những cái bộ môn thể thao thì anh em hãy ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi còn bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và hãy xem kết quả xem nó có thực sự là ok hay không xem nó có thực sự là chuẩn xác hay không nhá nào bây giờ thì anh em đếm ngược thời gian của mình và chờ và đợi và lặn kết quả xem nó như thế nào đây xem nào ok kết quả nào ok chưa anh em rực rỡ đúng không anh em chạy đôi khỏi lắng đấy cầu nghịch thì thực sự tất cả anh em thì mình đã nói với anh em rồi nó xảy ra bất kể lúc nào vị nào cũng có cầu nghịch em nhá nhưng mà đây, cái cầu nghịch đã chỉ gọi là cái cầu đánh lừa tâm tí của tâm lý của anh em thôi làm cho anh em hoang mang tư tưởng làm cho anh em có thể thay đổi để anh em lung nay để anh em gãy ở những cái dạng cầu đấy vậy thôi đơn giản dễ chơi và dễ dũng thưởng đấy thôi còn khi mà anh em đã hiểu rồi những cái dạng cầu như mình rồi thì chắc chắn với anh em mà khẳng định với anh em một điều ấy là em chơi là em phải win là em chơi là em phải thắng đấy thôi đúng không anh em rồi và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem kết quả xem tay tiếp theo xem nó có rực rỡ hay không nhá đấy còn ninh của cái con TDC thì đừng có chơi lành thì mình đã để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả rồi. Anh em đam mê về những cái bộ môn thể thao thì anh em hãy ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi. Đây. Và bây giờ thì hãy chờ và xem kết quả xem nó có thực sự là nó về tay xỉu hay không nhá. 3 2 1. Và ở đó anh em chắc chắn với anh em một điều là tay này sẽ chắc chắn win. Ok cho anh em đấy đẳng cấp chưa nói được làm được nhá bởi vì là khi là mình đã hiểu được những dạng cầu nghịch rồi thì chắc chắn là đương nhiên là mình đánh mình sẽ không vướng phải những dạng cầu ấy nữa đúng không anh em rồi tiếp tục nhá tiếp tục vòng quay lại lối tiếp vòng quay nhá rồi xoay quả cầu kèo tiếp theo nào để mình xoay quả cầu kèo tiếp theo nhá xem nào đây tiếng này thì khả năng cao tiếng này nó sẽ về tài tiếng này khả năng cao sẽ về tài nhưng mà đấy về cầu về cầu là về cầu là 3222. Đấy đây ok. Đấy, thêm cái 15 nữa nhá. Rồi, anh em hãy xem và cùng mình chờ và đợi xem nó có thực sự ok không. Xem nó thực sự là ổn áp hay không nhá. Đấy, rồi ok. Và bây giờ thì anh em hãy cùng mình đếm ngược thời gian nào xem kết quả sẽ được rưỡi không nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở ra anh em ơi. Rồi xem nào, chắc chắn khẳng định như đúng cầu là ăn rồi. Chuẩn xác anh em thấy chưa? Đẳng cấp và đẳng cấp, đẳng cấp. anh em thấy chưa? thực giữa không? Đánh nó đánh thế nào là ăn tới đấy, đánh thế nào giữa giữa đấy đúng không anh em? Chạy đâu được, chuẩn chưa? Rồi tiếp tục chưa? Tiếp tục chưa? Tiếng này là 642 với cái cầu 642 này chắc chắn là mình cũng chẳng phải cần phải lên làm cái gì nữa phải xem nữa bởi vì thường thường cái vị này đấy là cái vị chuyển đổi này Đấy, anh em xem là anh em cũng phải hiểu anh em cũng phải biết nhá đôi khi là anh em chỉ cần nhìn những cái cách đánh của mình là anh em cảm thấy ok thôi rồi và bây giờ thì hãy chờ và đợi và xem nhá xem kết quả xem nó có phải là thực tế hay không xem nó có đúng những gì mình nói và đúng những gì mình chia sẻ và bắt cầu ở trên con TDC thì nửa chơi lấy không nhá đây thì anh em hãy cùng mình đếm ngược thời gian và cùng mình nặn xem tiếng này xem nó có rực rỡ hay không nhá rồi xem nào Chờ mình nhá Ok anh em 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mở đó anh em ơi Kết quả Kết quả đây Xem nào Rực rỡ không Chắc chắn là rực rỡ rồi Anh em thấy chưa đấy bởi vì là mình đã hiểu những cái vị rồi những cái dạng cầu nghịch và như thế nào mình hiểu hết rồi cầu thuận cái nhà mình hiểu những cái vị là là vị chuyển cầu và những cái vị đang là vị đứng thì mình đều hiểu còn khi mà mình đã hiểu được tất cả những cái dạng cầu đấy thì chắc chắn với anh em một điều là mình đánh sẽ rất là dễ đây kể cả là cái vị cái vị 621 đây mình đánh tiếp vào đây cho anh em xem này đấy xem có đúng không nhá đấy bởi vì là những cái vị nào nó đi kết hợp với vị nào để là có thể nhảy nó có thể đứng là mình đã hiểu hết mình đã nắm rõ tất cả nó nằm bàn tay khi mà mình đã nắm rõ rồi thì đương nhiên là mình chơi mình sẽ win thôi rất chi là dễ nhá rất chi là dễ chỉ cần anh em chơi anh em để ý một chút anh em chơi anh em để ý một ít thôi đấy thì làm sao thì anh em sẽ có thể là chiến thắng thôi đúng như anh chứ chưa anh em đơn giản dễ chơi và dễ trúng thưởng đấy rất là dễ nhá và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem kết quả xem tài nào nhá Mư, nào mười chín tám bảy sáu năm 4 3, 2 1 bở nào Xem có đúng, đúng gì mình chia sẻ cho anh em không nhá Chuẩn xác chưa Anh em thấy chưa Đẳng cấp Vẫn cứ là đẳng cấp đúng không anh em Đấy Mình có cần phải nhìn cầu kèo cần đâu không Chỉ cần nhìn vị thôi là mình đã bắt được rồi Anh em thấy là rực rỡ không Quá là rực rỡ Quá là ok Quá là tuyệt vời đúng không anh em Đấy và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em là Những dạng cầu nghịch trên tài xỉu anh em là xem anh em tham khảo nhá đấy thì những dạng cầu nghịch đấy thì nó xảy ra bất cứ lúc nào nhá vị nào nó có thể là vị nghịch cầu nào nó có thể cầu nghịch đấy anh em nhìn cầu thì anh em biết rồi đấy bất kể là dạng cầu nào nhưng chỉ còn quan trọng anh em nhớ vị thôi anh em biết được những cái vị nào là vị chuyển đổi vị nào vị đứng là anh em có thể bắt được cầu kể nghịch nghịch thì nghịch chỉ hai hai tay thôi là cùng luôn đến ba tay là cùng thôi đấy nên anh em hiểu thì anh em là anh em chơi được có anh em nào nữa không hiểu được dạng cầu nghịch anh em phải bỏ qua chờ những tầng cầu đẹp hơn anh em chơi nhá ok hiện tại đây là 42 củ rồi và mình cũng có lại có lời và mình cũng xin phép tất cả anh em chốt lại cái này nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại